Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy bất ngờ rút đơn kiện bạn cũ sau khi bị tố quỵt nợ 5.000 đô, giật chồng Mai Phương. Chia sẻ với bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy, nữ ca sĩ Đan Kim đang thu hút đông đảo sự chú ý Chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy chia sẻ một dòng trạng thái khá dài. Bất ngờ thông báo sẽ rút đơn kiện sau khi bị bạn cũ tố quyệt số tiền 5.000 đô, khoảng 117 triệu cách đây 8 năm. Thông tin này nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý. Bởi trước đó, Đan Kim từng khẳng định chắc nịch sẽ về Việt Nam để ba mặt một lời đối chứng với sự việc này cho ra nhẽ. Giải thích về lý do ngừng kiện đàn kim tiết lộ, lúc đầu chỉ nghĩ cho người này có một bài học, nhưng về sau cô suy xét nếu kiện mà không đưa họ vào tù, chỉ phạt thôi thì đơn giản quá. Không chỉ vậy, trong bài đăng đàn kim gay gắt đáp trả khi bị người này đồn thổi, việc ăn ở không và đi làm gái dịch vụ. Được làm cho cho thiên hạ cười nữa, sống ý nghĩa chút đi, đàn kim viết. Cụ thể trích bài đăng của đàn kim như sau. Là vậy, sáng nay gọi về Việt Nam cho luật sư nói ngưng không cần thưa kiện nữa. Lúc đầu mình nghĩ cho nó bài học, nhưng hôm qua, nhiều người gửi cho mình, mà mình đọc mình không bực tức gì nữa, mà mình chỉ cười thôi. Kiện mà cho ngồi tù thì kiện, mà chỉ phạt thôi thì đơn giản quá. Thôi thì thay vì số tiền muốn luật sư để dành làm từ thiện tốt hơn. Nói giết, không ra cái gì cả, thì hơi đâu mà quan tâm cho mệt. Không biết cảnh sống bên Mỹ thế nào mà nói phép. Còn nói tôi làm gái buôn xa à? Nếu được làm gái buôn xa, đi một anh 300 đô la Mỹ một ngày, đi ba anh cũng được 900 đô la Mỹ. Tôi sung lắm, có khi đi một ngày năm anh luôn đó. Nếu năm anh, kiếm 1.500 đô la Mỹ giàu luôn. Có đụng anh nào cũng kêu làm giấy tờ giả để lấy 40.000 đô la Mỹ à? Ồ, nước Mỹ sao cho lấy nhiều thế? Nếu lấy được 10 anh, tôi lấy ngay à? 10 anh cũng có được 400.000 đô la Mỹ. Trời ơi, thật là sung sướng. Đừng làm trò cho thiên hạ cười nữa, sống ý nghĩa chút đi. Cuộc sống của tôi nghèo lắm, nhưng tôi có thể đốt gia đình cô luôn nha không? Đừng dẫn mặt với tôi nha không? Người tố Đan Kim là một người đẹp từng thi chui một cuộc thi sắc đẹp quốc tế và bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phạt 22,5 triệu đồng. Cô khẳng định bị quỵt số tiền 5.000 đô từ cách đây 8 năm nhưng không tìm được Đan Kim. Cũng theo người này cho đến gần đây, vụ ồn ào Mai Phương, Phùng Ngọc Huy rộ lên mới thấy Đan Kim nên nhắn tin đòi nợ nhưng chỉ được xin chứ không trả lời. Đối với cô, số tiền này hiện tại không lớn, nhưng cô quyết định đòi bằng được để làm từ thiện. Thậm chí người này cho rằng nhân cách đan kim quá tồi tệ vì giật chồng của cô diễn viên Mai Phương nên mới liên tục bị chỉ trích thậm tệ nhiều ngày qua. Đáp lại, Đan Kim tố ngược khẳng định, thời điểm 8 năm trước khi về Việt Nam, cô đã chi tiền đưa người này đi ăn uống, chứ không mượn bất cứ khoản 5.000 đô nào. Phùng Ngọc Huy đang sống ra sao tại Mỹ, chuyện đón bé La Vi sang liệu có khả thi. Dù không có cuộc sống quá dư giả tại Mỹ, nhưng với tình yêu thương dành cho con gái, Phùng Ngọc Huy khiến nhiều người yên tâm với quyết định về Việt Nam đón La Vi sang Mỹ chăm sóc. Nhiều ngày vừa qua, sau sự ra đi của Mai Phương, mọi sự quan tâm đổ dồn vào bé La Vi, cô con gái chưa tròn 7 tuổi của nữ diễn viên quá cố từ khi sinh ra là vì không được sống với bố khi bố ruột là ca sĩ Phùng Ngọc Huy định cư ở Mỹ, không thường xuyên về thăm con. Tuy nhiên theo chia sẻ từ những người bạn thân thiết, dù xa cách nhưng Phùng Ngọc Huy thường xuyên trò chuyện với con gái qua các ứng dụng mạng xã hội để hai bố con gần gũi. Hiện tại sau những ồn ào liên quan đến ông bà ngoại của La Vi, Phùng Ngọc Huy mới đây lên tiếng cho biết anh đang cố gắng để đưa con sang Mỹ chăm sóc, bù đắp tình yêu thương cho bé. Những lời khẳng định nuôi con thay Mai Phương khiến công chúng yên tâm phần nào. Vì dù xa mất mẹ thì còn bố, là vì sẽ được ở trong vòng tay yêu thương của người thân thiết. Phùng Ngọc Huy từng là một trong những gương mặt nam nghệ sĩ được khán giả Việt đón nhận qua vai trò ca sĩ và diễn viên truyền hình. Ở mảng phim ảnh, anh được tạo dựng tên tuổi qua các bộ phim Cổng mặt trời vai quốc, Chạm vào quá khứ, Tay chơi miệt vườn, Nữ sinh. Về khoản ca hát, Phùng Ngọc Huy khá lận đận, không tạo được nhiều ấn tượng. Phùng Ngọc Huy và bạn gái Mai Phương từng kết hợp trong các sản phẩm bí mật trái tim sau một tình yêu e ngại. Sau 3 năm hẹn hò với Mai Phương và có với nhau một cô con gái, Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư, tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Nam ca sĩ tất bật chạy show trong các chương trình biểu diễn, nghệ thuật. Cùng với đó, Phùng Ngọc Huy từng quảng cáo đồ ăn vặt trên trang cá nhân để có tiền trang trải cuộc sống. Nhiều năm sang Mỹ, cuộc sống Phùng Ngọc Huy dần ổn định. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh với con gái cũng như cuộc sống riêng tư. Theo tiết lộ, nam ca sĩ không nhắc đến La Vi vì muốn giữ bình an cho con. Hiện Phùng Ngọc Huy có bạn gái mới tại Mỹ, người này từng bị chỉ trích về sự thẳng thắn khi chia sẻ về mẹ con Mai Phương. Tuy nhiên hiện tại, cô nàng đang nhận được sự ủng hộ khi lên tiếng cho biết rằng sẵn sàng nhận bé La Vi cùng Phùng Ngọc Huy sau khi nữ diễn viên quá cố Mai Phương qua đời. Hiện tại dù bày tỏ mong muốn được đưa La Vi sang Mỹ chăm con, tuy nhiên Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể về Việt Nam để thực hiện điều này, từ một vài khó khăn và cũng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều người hy vọng sau khi dịch qua đi, Việt Nam gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với các nước, Phùng Ngọc Huy có thể nhanh chóng trở về, bù đắp tình cảm cho con gái. Trước đó, tối ngày 28 tháng 3, nữ diễn viên Mai Phương được thông báo qua đời tại nhà riêng sau gần 2 năm chống chọi với bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Phùng Ngọc Huy sau khi hay tin đã thay đổi tất cả hình ảnh Facebook trang cá nhân sang màu đen để bày tỏ sự thương nhớ cho người thương cũ. Chia sẻ về việc sẽ đón bé La Vi sang Mỹ, Phùng Ngọc Huy cho biết rằng Huy là bố hợp pháp của bé Thiên Như, Huy làm tất cả mọi thứ để cha con bên nhau, để bé có cuộc sống, tương lai tốt nhất trong khả năng của mình. Trừ phi là do Huy đích thân lên tiếng, tất cả những nguồn thông tin khác đều là không chính thức. Huy hiểu vì do mọi người lo lắng cho La Vi, Huy hứa chắc một điều rằng Hiện giờ với Huy không ai quan trọng hơn La Vi Hai cha con sau này sẽ nương nhau mà sống Dù không có cuộc sống dư giả tại Mỹ Tuy nhiên với tình yêu thương cha dành cho con Nhiều người hy vọng rằng bé La Vi Có cuộc sống mới tốt đẹp hơn Bên cạnh bố Phùng Ngọc Huy trong tương lai Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.